Xin chào mọi người, tôi là Jack Ma đây ha. Thật vinh dự cho tôi khi được các bạn đón tiếp nồng hậu như vậy. Các bạn đã biết là tôi đi khắp nơi để rao giảng về bí quyết thành công của mình, đúng không? Một số người tin, số còn lại là nói tôi nói phét. Không sao, tôi vẫn là tỷ phú Jack Ma như các bạn thấy đó. Và bây giờ khoan hãy nói về việc đó. Tôi muốn nói về cảm nhận của mình về đất nước Việt Nam của các bạn mà tôi đã từng trải nghiệm trong những ngày qua. Ấn tượng rõ rệt nhất là về những người phụ nữ. Tôi đã có dịp ghé qua Trần Duy Hưng ở Hà Nội, Quốc Lâm ở Nam Định, Cầu Thị Nghè ở Sài Gòn và cảm nhận được tình yêu thương, lòng hiếu khách của con người nơi đây. Tôi đã thật sự cảm động khi chứng kiến những cô gái ăn mặc vô cùng giản dị, không quản ngại thời tiết giá rét, vẫn ân cần đứng bên đường để nhắc nhở các quý ông tham gia giao thông gạt chân trống, taxi nhanh, hoặc đơn giản là gọi vào để hỏi thăm sức khỏe của nhau. Họ thật là tốt bụng. Qua sách báo tuyên truyền, tôi đã biết phụ nữ Việt Nam hiên ngang bất khuất, anh dũng kiên cường, chống giặc ngoại xâm đánh đuổi kẻ thù. Qua chuyến đi này tôi thực sự công nhận điều đó. Không đâu trên thế giới có những người phụ nữ bất khuất như thế này. Đây, mời quý vị xem. Tao không biết mày là ai và mày đi xe gì, nhưng tao sẽ tạt đầu xe mày bất cứ khi nào mà tao muốn. Hoặc là mưu trí, kiên cường như thế này, mời quý vị xem. Ê Như, sáng ra khỏi nhà gặp hai con cúng đang sợ nhau. Mày ghi giùm chị con 11 100 điểm, con 69 200 điểm ghi đại bắt cho chị nha. Nghe không? Ha, đại bắt á. Nghe mày nghe nhỏ không? Ok, bà chị tránh đường cho em đi cái coi. Hãy không nhảy như Như để tôi gọi ghi nhớt con lô đề này đã. Trời ạ, lô đề thì chị cứ tấp xe vào mà ghi rồi vô tổng lô đề.com mà tự ghi lấy. Ờ, vậy cụ thể nó như thế nào vậy cậu? Chị cứ đưa điện thoại đây rồi em chỉ cho. Nó là web chuyên ghi lô đề sổ số ở miền Bắc, tiện lợi, chủ động và kín đáo. Lại còn rẻ hơn bên ngoài tới 20%. Như vậy hả quá vậy? Ừ, chị vô đó tha hồ ghi. Không những thế, khi đi trên đường, họ có thể bật xi nhan bên trái nhưng lại rẽ về bên phải hoặc ngược lại. Bạn sẽ không bao giờ đoán được hướng đi của họ. Đó chính là điểm nhấn tinh tế không thể nào lẫn được. Họ có thể đi vào bất cứ phần đường nào mà họ muốn. Chỉ có một điểm hạn chế là họ chưa biết đến cách ghi lô đề qua website tổnglodề.com. Đó là một thiếu sót về công nghệ vô cùng cấp bách. Họ vẫn tưởng rằng phải đến tận nơi hoặc gọi điện nhảy đó mới ghi được. Thiệt bó tay luôn. Và đó là lý do tôi sang Việt Nam lần này. Tôi đến đây để thay đổi tư duy đó, để cho họ biết rằng họ chỉ cần truy cập vào tổng lưu đề trong cơm là đủ. Rẻ hơn, tiện lợi hơn, chủ động hơn và đặc biệt là an toàn hơn ha. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại với vấn đề tham gia giao thông của họ đi. Họ thực sự đã làm chủ được những con đường mà họ đã và đang và sẽ đi qua. Đó chính là sự khác biệt của họ với phụ nữ nước khác. Và họ đã thành công, họ đã xây dựng nên tên tuổi của mình. Thế giới đã phải công nhận điều đó. Họ là những ninja lead trứ danh. Và các bạn cũng đã thành công như họ rồi. Bằng cách tạo ra sự khác biệt, bằng những quyết định táo bạo. Và chỉ có những suy nghĩ khác người mới có thể tạo ra kết quả khác người thôi. Ví dụ như bạn chèo Grab và bạn chăm chỉ chạy thì bạn chỉ đủ ăn và nuôi thằng Ben. Nhưng nếu bạn bán xe và ốp con lô, bạn có thể trở thành triệu phú.